Mục tiêu của bài tập đọc này là giúp học sinh đọc trơn cả bài, đọc đúng các từ ngữ yêu nhất: nấu cơm, rám nắng, sương sương. Hiểu nội dung bài, tình cảm và sự biết ơn mẹ của bạn nhỏ. Giáo dục các em lòng say mê yêu thích môn tập đọc, giáo dục lòng kính yêu và luôn biết ơn giúp đỡ mẹ. Trước khi vào bài học, các em cần chuẩn bị sách giáo khoa tiếng Việt 1 tập 2 và ngồi học với tư thế đúng chuẩn nhé. Mời các em quan sát tranh trên màn hình và cho cô biết trong tranh vẽ gì nào. À, trong tranh đang vẽ hình ảnh một người mẹ đang chăm sóc hai đứa con bé bỏng của mình. Bàn tay mẹ bế chúng con, bàn tay mẹ chăm chúng con. Cơm con ăn, tay mẹ nấu, nước con uống, tay mẹ đun. Trời nóng bức, gió từ tay mẹ cho con giấc ngủ ngon. Trời giá rét, cũng vòng tay mẹ ủ ấm cho con. Bàn tay mẹ vì chúng con, từ tay mẹ con khôn lớn. Hôm nay, cô và các em cùng nhau tìm hiểu bài Bàn tay mẹ của tác giả Nguyễn Thị Xuyến. Các em nghe cô đọc mẫu. Bàn tay mẹ. Bình yêu nhất là đôi bàn tay mẹ. Hằng ngày, đôi bàn tay của mẹ phải làm biết bao nhiêu là việc. Đi làm về, mẹ lại đi chợ nấu cơm. Mẹ còn tắm cho em bé, đặt một chậu tã lót đầy. Bình yêu lắm đôi bàn tay rám nắng, các ngón tay gầy gầy, xương xương của mẹ. Theo Nguyễn Thị Xuyến. Trong bài này có một số từ khó mà các em cần lưu ý. Bây giờ cô và các em cùng luyện đọc từ khó nhé. Các em đọc lại theo cô. Yêu nhất. Nấu cơm. Rám nắng. Từ rám nắng ở đây có nghĩa là làn da bị nắng làm cho đen lại. Từ tiếp theo. Xương xương. Xương xương có nghĩa là bàn tay gầy. Như các em thấy, bài tập đọc này có thật nhiều câu. Bây giờ cô và các em cùng tìm hiểu xem trong bài này có bao nhiêu câu nào. Các em lưu ý, chữ đầu dòng được viết hoa, cuối câu được kết thúc bằng một dấu chấm câu, ta tính đó là một câu. Bây giờ các em cùng cô quan sát lên màn hình xem mình đã chia câu đúng chưa nào. Bàn tay mẹ, câu số 1. Bình yêu nhất là đôi bàn tay mẹ. Câu số 2. Hằng ngày, đôi bàn tay của mẹ phải làm biết bao nhiêu là việc. Câu số 3. Đi làm về, mẹ lại đi chợ nấu cơm. Câu số 4. Mẹ còn tắm cho em bé, giặt một chậu tã lót đầy. Câu số 5. Bình yêu lắm đôi bàn tay rám nắng, các ngón tay gầy gầy, xương xương của mẹ. Như vậy, bài đọc của chúng ta có 5 câu. Các em lần lượt luyện đọc từng câu một. Có những câu hơi dài,
Vì vậy cô đặt dấu ngắt hơi cho các em dễ đọc. Các em lưu ý, những câu có dấu phẩy chúng ta ngắt hơi, những chỗ có dấu chấm chúng ta nghỉ hơi. Ngắt hơi ngắn hơn một tí và nghỉ hơi dài hơn một tí. Khi đọc câu số 1, các em nhớ đọc cả đầu bài. Và khi đọc câu số 5, các em nhớ đọc tên tác giả nữa nhé. Chúng ta bắt đầu đọc câu số 1. Bàn tay mẹ bình yên nhất là đôi bàn tay mẹ. Mời các em đọc. Câu số 2. Hằng ngày đôi bàn tay của mẹ phải làm biết bao nhiêu là việc. Mời các em đọc. Câu số 3. Đi làm về, mẹ lại đi chợ nấu cơm. Mời các em đọc. Câu số 4. Mẹ còn tắm cho em bé, giặt một chậu tã lót đầy. Mời các em đọc. Câu số 5. Bình yêu lắm, đôi bàn tay rám nắng, các ngón tay gầy gầy, xương xương của mẹ. Theo Nguyễn Thị Xuyến. Mời các em đọc. Vừa rồi chúng ta đã luyện đọc từng câu một. Bây giờ cô và các em cùng phân đoạn xem bài học hôm nay của chúng ta có mấy đoạn nhé. Bàn tay mẹ, từ bình yêu nhất đến bao nhiêu là việc, là đoạn số 1. Đi làm về đến tã lót đầy là đoạn số 2. Phần còn lại là đoạn số 3. Bây giờ cô và các em cùng nhau luyện đọc từng đoạn. Khi đọc đoạn số 1, các em nhớ đọc đầu bài. Và khi đọc đoạn số 3, các em nhớ đọc tên tác giả nhé. Những câu dài, các em lưu ý ngắt hơi và nghỉ hơi đúng nhịp. Cô và các em bắt đầu luyện đọc. Bàn tay mẹ bình yêu nhất là đôi bàn tay mẹ. Hằng ngày đôi bàn tay của mẹ phải làm biết bao nhiêu là việc. Mời các em đọc. Đoạn số 2. Đi làm về, mẹ lại đi chợ nấu cơm. Mẹ còn tắm cho em bé, giặt một chậu tã lót đầy. Mời các em đọc. Đoạn số 3. Bình yêu lắm, đôi bàn tay rám nắng, các ngón tay gầy gầy, xương xương của mẹ. Theo Nguyễn Thị Xuyến. Mời các em đọc. Vừa rồi, cô và các em đã luyện đọc từng đoạn. Bây giờ, cô và các em sẽ đọc toàn bài nào. Khi đọc toàn bài, các em lưu ý, nhớ đọc lưu loát, trôi chảy và nhớ ngắt nghỉ đúng nhịp. Và các em bắt đầu đọc nhé. Bàn tay mẹ bình yêu nhất là đôi bàn tay mẹ. Hằng ngày đôi bàn tay của mẹ phải làm biết bao nhiêu là việc. Đi làm về, mẹ lại đi chợ nấu cơm.
mẹ còn tắm cho em bé. Giặt một chậu tã lót đầy, bình yêu lắm, đôi bàn tay rám nắng, các ngón tay gầy gầy, xương xương của mẹ. Theo Nguyễn Thị Xuyến. Qua bài tập đọc hôm nay, các em thấy mẹ là người phụ nữ tuyệt vời nhất, là người sinh thành, dưỡng dục, dạy bảo chúng ta nên người. Người bạn luôn cảm thông, an ủi, hiểu lòng con nhất cũng là mẹ. Mẹ lo cho chúng ta từng bữa ăn, giấc ngủ. Đôi bàn tay gầy gầy, xương xương, một đôi bàn tay ấm áp, chứa chan tình yêu thương, đặt lên vai cho con niềm hy vọng. Cô mong rằng qua bài học này, các em sẽ cảm nhận được tình yêu thương vô bờ bến của mẹ dành cho mình. Các em hãy cố gắng học thật giỏi, ngoan ngoãn và phụ giúp mẹ những việc nhỏ trong khả năng của mình các em nhé. Bài học của chúng ta đến đây là kết thúc rồi. Cảm ơn các em đã lắng nghe. Cô chúc các em luôn học giỏi, đọc bài lưu loát, trôi chảy nhé.